Hát Sơn ca ca. Có phải muội lại đến chùa Lan Nhược không? Không, không phải. Không ư? Trong lúc tu hành, ta cảm nhận được ma khí ở chùa Lan Nhược dao động. Ta dùng thần niệm thăm dò thì thấy muội đi ra khỏi chùa Lan Nhược. Hát Sơn ca ca, muội đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, chùa Lan Nhược đó vô cùng nguy hiểm. Sao muội có thể không biết chừng mực vậy chứ? Nhưng muội không hề thấy nguy hiểm. Một nha đầu mới quá thành hình người như muội thì biết gì. Lần này thăm dò ma khí trong chùa Lan Nhược, đến ta cũng phải có chút kiêng dè. Nếu muội không nghe lời khuyên thì không ai cứu được muội đâu. Nếu còn lừa ta đi đến nơi đó thì duyên của hai ta cũng chấm dứt tại đây. Sau này xem nhau như người qua đường thôi. Muội tự lo liệu đi. Chùa Lan Nhược. Đan Ngọc cô nương, cô nương phiền muộn vì chuyện gì vậy? Có thể nói với tiểu sinh không? Tiểu sinh biết đâu có thể giúp cô nương giải sầu. Nếu để tiểu sinh biết ai làm Đan Ngọc cô nương không vui thì nhất định sẽ dạy dỗ hắn một phen. Ngươi lại nói khoác rồi. Ngươi còn không thể đi ra khỏi bức tranh này, trút giận cho ta kiểu gì? Hắc Sơn ca ca phát hiện ta đến chùa Lan Nhược, huynh ấy nổi giận với ta, còn mắng ta, phớt lờ ta. Tang Ngọc cô nương, Hắc Sơn đúng là không hiểu chuyện. Một cô nương tốt như Tang Ngọc, chi bằng để tiểu sinh bầu bạn, bảo vệ Tang Ngọc cô nương có được không? Tình cảm tiểu sinh dành cho Tang Ngọc cô nương, trời đất chứng giám. Nếu có nửa câu giả dối, tiểu sinh không được chết yên ổn. Tang Ngọc chỉ thích Hắc Sơn ca ca thôi. Tang Ngọc không thể lừa dối Hắc Sơn ca ca nữa. Hắc Sơn ca ca không thích Tang Ngọc đến thì sau này Tang Ngọc không đến nữa. Lần này đi thì thật sự sẽ không đến nữa. Hai ta quen nhau đến nay, tiểu sinh thật lòng yêu mến Tang Ngọc cô nương. Tang Ngọc cô nương muốn bỏ mặc tiểu sinh, tiểu sinh không có gì để nói. Nhưng tiểu sinh chỉ muốn biết trong lòng Tang Ngọc cô nương liệu có từng động lòng với tiểu sinh dù chỉ một chút. Ta chỉ thích chơi với ngươi thôi. Ta ta đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được một người động lòng với ta, để ta thoát khỏi nhà tù này rồi.
Tang Ngọc ơi Tang Ngọc, cuối cùng ta cũng tự do rồi. Hắc Sơn ca ca, chùa Lan Nhược, Ngọc Nhi, Hắc Sơn ca ca, Ngọc Nhi, Hắc Sơn ca ca, Tang Ngọc biết lỗi rồi. Biết lỗi thì tốt, sau này nhớ không được ham chơi tùy hứng nữa. Sau này Tang Ngọc sẽ không như vậy nữa đâu. Sau này nhất định sẽ nghe lời huynh. Được, bây giờ Hắc Sơn ca ca đưa muội ra ngoài. Ngọc Nhi, lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì cũng nhớ không được buông tay. Được, Hắc Sơn ca ca, Ngọc Nhi sẽ không buông tay đâu. Hắc Sơn ca ca, nơi này kỳ lạ quá, tại sao ta không thể đưa muội rời khỏi đây được? Hắc Sơn ca ca, quả trung tiên kia lừa Tang Ngọc có tình cảm với hắn, sau đó hắn niệm một đoạn thuật chú, nói gì mà cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này rồi. Đợi có người động lòng với hắn thì hắn có thể thoát khỏi nhà tù này. Sau đó hắn biến mất, muội cũng không ra ngoài được nữa. Muội nói gì cơ? Nhưng Tang Ngọc thích Hắc Sơn ca ca mà. Muội cũng không biết tại sao muội, nhưng ta đã có tình cảm với muội từ lâu rồi, sao muội vẫn không thể ra ngoài? Ma khí ăn mòn, lùi về sao? Lạ thật, và trung tiên kia niệm chú xong thì biến mất, nhất định là vì thuật chú kia. Nhưng Tang Ngọc không nhớ thuật chú. Ngọc Nhi, ở đây đợi ta, Hắc Sơn ca ca nhất định sẽ cứu muội ra ngoài. Dân, Hắc Sơn ca ca, Tang Ngọc ở đây đợi huynh.